Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh trong 3 năm giai đoạn 2023-2025 tổ chức hội nghị tổng kết, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện trọng đại quốc gia và có ý nghĩa lịch sử to lớn. Trên cơ sở đó, tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp tổ chức 3 hội thảo khoa học cấp quốc gia, tổ chức gặp mặt tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, triển khai cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc. Tổ chức sự kiện tuần văn hóa du lịch tại một số tỉnh thành trên cả nước, tổ chức nhiều cuộc thi, giải đua trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể ngày 7 tháng 5 năm 2024 tại thành phố Điện Biên Phủ đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn trong dư luận xã hội. Tỉnh Điện Biên cũng phát động nhiều phong trào thi đua sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tích cực kêu gọi, xúc tiến, thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực để thực hiện các công trình dự án trọng điểm chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người nghèo, dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, các gia đình thương bệnh binh, chiến sĩ Điện Biên trên cả nước. Công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng rất lớn của nhân dân. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 7 tháng 5 năm 2024, tỉnh Điện Biên đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch, trong đó 4.800 lượt khách du lịch quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 1.896 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đã được tổ chức thành công. Biểu dương những đóng góp của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã làm nên thành công của lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, chặng đường phía trước còn dài, cần tiếp tục tập trung hoàn thiện các công trình cho nhân dân như đưa điện nông thôn về cho các hộ dân, hoàn thiện việc bảo tồn, tôn tạo các công trình di tích lịch sử. Sau sự kiện này, các cơ quan đơn vị cần tiếp tục giữ lửa, đồng thời có những sáng kiến mới để phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch, để Điện Biên trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc. Trong đó, cần kết hợp phát triển nhiều loại hình du lịch khác nhau, phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách. Đối với các nội dung trong báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu tham gia tại hội nghị, có những đánh giá sâu sắc, kỹ lưỡng, nhất là những bài học thành công, những vấn đề còn tồn tại để rút kinh nghiệm. Đặc biệt nêu bật các sáng kiến trong các công tác hậu cần, tuyên truyền, an ninh, thực hiện đề xuất công tác thi đua khen thưởng.